khoảng thời gian vàng ngọc đến với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, và tôi cũng không có nói gì, thực sự là cũng là rất là xúc động. Trong suốt gần 2 năm qua, Trung tâm học thể thao Vinci cũng xuất phát từ ban đầu thì tiền thân là nhà thuốc Mạnh Thái. Hơn 1 năm tập trung vào chăm sóc cho tất cả các tuyển thủ quốc gia của chúng ta. Thì tôi có quyết định là không đi theo đội tuyển nữa và về mở cái doanh nghiệp riêng cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.